Ok, chốt kèo. Bông, đó đâu phải là muối đâu. Xe nó đã bắt rồi. Xe đi một chó. Đi xin muối lớn nhỏ nhỏ đi, đi muối muối cho con. Lớn ngon, béo ngon. Ngon quá ngon. Đẩy vô đây. Là 420.000. Rồi khách tới luôn. Có 20 con em đối với 100.000. Hình như không có hàng nhỏ, cái hàng loại 1 quá hơi khó à, không có luôn. Cái này là nhỏ rồi đó anh trai, to to cái 3 kg hồi nãy đâu rồi. Hình như trên này nè, khóa Quang Sang. Ây da, Trần với anh Sang ốm ốm cái chắc cái đường đi nhỏ xíu à, em mập em vô cái nó dướng hoài luôn. Ngon quá ngon. Vô mông lét luôn anh Sang. Sáu muối luôn hả? Rồi 2, 4, 5. Còn hộp này nó là 6 hộp các bạn. Quá VIP. Không ra được. Đúng rồi anh Sang ơi, chích hay quá. Khách tới luôn. Đây, tới hai em. Dạ. Mới mới nói chung là em mới chết rồi nè, em bán thằng nào đó thằng đó rồi. Anh thà lấy nhiều hai trái là em tính ra trăm mốt nữa. Lấy cái này. Trả lời không nhiều. Dạ hộp. Lép đứt quá. Tại một này lép thì tùy cái. Này nhiều. Anh cho em đi. Ok, cái này một ký cái gì? Rồi ký 270 anh lên, bán luôn anh. Có mã quy luật. Cái này là 2 ký 450. 245 liền. Đúng hợp luôn anh trai ạ. 250. 3 ký 3. Giảm nghèo. Giảm nghèo cái gì? 245. 245 anh. Đúng hợp luôn nè. 3 ký 3. Cái này 250. À, bỏ bật cho anh em bớt theo like luôn, bớt theo like. Bớt cho anh đây 16 nghìn đó. Ok, cháu kèo. Bạn mượn cái là bình thường. Bạn mượn bớt cái là nơi. Hôm qua mới đi Bình Dương bán nước tương. Bớt nữa là đi Tây Ninh bán bánh in. Khi nào về An Giang của Lý Sang là bán nhang là hiểu luôn rồi đó. Ngon quá, ngon quá. Phối hợp luôn phải không em? Khui luôn. Bảo ăn mà khui ra có gì mình xử lý liền tại chỗ được. Để mình về nhà mất công chạy ra chạy vô lỡ xui xui. Hai tiền mà nhét là ha ha, hồi quên ha. về An Giang bán nhang luôn. Sao ok không em? Ok. Mình thử sao mình giả bộ mình xỉu nó anh ơi, em xỉu rồi cái kêu người yêu đỡ lên liền. Xỉu. Được. Đeo không? Chia đeo không? Chia sao? À đi riêng. Ok. Chung bọc hay riêng bọc em? Chung bọc luôn. Chạy lửa đây vừa anh. Đề nghị bạn mai mốt chắc cái này cho mình ve vô ve ra. Quần áo mình rách hết trơn, bụng mình chạy hết trơn, bàn chân thôi. Không thương cũng nghĩ chút tình. Không nghĩ cho mình cũng nghĩ cho anh chứ. Đi quay mà có mấy quần mới không dám mặc. Quần là 4 kg là 540. 540. Vip luôn. Vip gì chân? Nhiều lúc anh em làm việc mệt mỏi nói chuyện 2-3 câu vui vẻ cho thoải mái một xíu, ông bà cô chú thông cảm cho chần chân nha. Tàu ơi, tàu ơi, nghe một cái gắt luôn. Hàng tươi. Anh làm miếng có nhất trong biển á nhá. Thử luôn anh trai. Có gì mình xử lý liền tại chỗ liền. À, cho con gái thử. Tàu ơi, làm gì vậy chân? Anh Sang, bí kíp kìa. Không, cái này dẻo lắm luôn á. Ừ. Sao ngon không con? Ngon không? Vô đây, lên đây. Ngon. Ok. Trời ơi, cái mối. Đúng rồi. Quá trời đã luôn các bạn. Gọc ghẹt luôn. từ sáng là nhanh dữ à. Ăn cơm chưa anh? Để ông chủ nhìn bảo nhìn camera ha. Được việc á. Xong, đặt này em chủ đi ra đi về làm mới trời Trang làm cho anh mới có bao lâu đâu mà tóc bạc hết trơn rồi. Trang ơi. Tóc trắng hết trơn rồi. Anh lên lương cho em nha Trang. Rồi khách lương. Cái lớn này một đây trên đường Trường Chinh buổi tối mình nè các bạn. Hôm nay mưa quá trời mưa. Chung mà góc quay nó hơi hẹp, di chuyển không được, ông bà cô chú thông cảm giùm em. Em cố gắng hết mình. Bốc cháy cùng Phương Trang, cùng bà con cô bác. 384 đến 380 à. Kê nhiều cái 120 chỉ phải đi 100. Đây dẻo quá. Dẻo thơm ngon lắm. Béo ngon béo thì đấy, xin mời một là chị em ha. Ok. Chốt kèo, lụm gạo. Vậy em mẹ tươi á. Thôi kìa. Đó, thấy chưa các bạn ơi. Này miếng cơm á. Phải em lép. Sao? Ok không cô? Xỉu ngon quá xỉu. Cái này cô mà cuối cô phải con phải cho một tí rồi. Chứ là cuối quá thì còn có tiền cô luôn con. Nè các bạn. Cái này cơm hay là để chảy mà tính ra. Ngày cơm là một cái máy cơm luôn á. Ăn cơm là cô lỗ liền. Giờ cô thích cơm mà tính cơm, mà cô thích trái tính trái. Hàng đây là hàng xuất khẩu không nghe các bạn. Không bán xuất khẩu mà để lại bán cho bà con trong nước. Hai trái, một trái này, một trái kia. Ây da. Chưa anh Sang dướng cái quần em rồi. À mình đi du lịch có vậy. Lần sau đến Hiếu Nghĩa. À mình ở đâu đến lần? Hả? Mình ở đâu đến đây? Ở Đà Lạt. Mình có xem video không? Có. Thôi mỗi ngày luôn. Bánh xèo luôn, bánh xèo đi. Bánh xèo, xèo riêng, heo quay luôn. À, quá đã luôn. Trời ơi. Ô, sao, cảm giác sao? Vô món không? Ba ký tư. Ngon quá luôn. Quá ngon luôn. Nè các bạn ơi. Bây giờ mà Thái nó một gắt cái ăn đi xấu nó là hơi lần. Bà rồi Thái phải tháo lại trước chứ. Đúng rồi. Đừng có ăn cái đồ này ngon rồi đưa cho ăn đồ. Ăn cái ngon nhất hả? Giờ lấy khó rồi, lấy chân đi xấu rồi. Đà Lạt chảnh giờ này có mưa không vậy? Hả? Có mưa không? Cũng mưa hả? Lạnh luôn hả? Nguyên muối luôn chị. Ok. Rồi. Đứng đứa này. Đừng cột luôn, trời ơi, tan liền luôn mà. Dễ thương quá trời luôn. Đợi đi. Cái bạo là ngon, tại sao bỏ xuống? cơm mềm mềm tí ha. Béo béo luôn. Xuống đây hồi nào chị? 3 ngày. 3 ngày hả? Tại sao bữa nay mới tới đây? Để xuống thì phải ghé liền chứ. Phải cho con nó nghỉ mệt. Dễ thương quá trời luôn rồi ơi. Em sầu riêng em người mua sầu riêng người không nổi á. Thế à? Thơm quá. Bị chứ à? Thế thơm đấy. Em nói chưa đấy. Trời 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 trời. Đó. Trời ơi kìa muối kìa. Đấy là bảo thơm hơn sầu riêng. Thơm hơn sầu riêng đấy. Khô quá. Khô quá. Kiếm ra mềm mềm dẻo dẻo cho chị ha. Dồn qua hai ông này. Không được rồi. Kiểu trái nó cái nào cũng mù quá lại à. Ây da. Thử luôn chị, em nghĩ đó rất là béo luôn á. Thử luôn nè, trải nghiệm luôn. Quất luôn. Nếu bảo ta thơm hơn phải cho thêm muối chứ. Sao ok mà. Bao nhiêu trái cũng hết đấy. Đây. Tặng cho con muối luôn. Thiệt đó hả? Thiệt mà. Thế là tặng muối bà đi. Muối này nó khô, tặng muối ngon nha, đi tặng muối vợ. Đúng rồi, quá đã luôn. Mời chị ăn nhé. Rồi, mời gia đình qua bên bàn ghế ngồi luôn. Quá đã luôn à. Sao rồi, ngon không gia đình ơi? Cho một cái review đi. Quá ngon. Quá ngon, quá béo, quá ngọt. Quá ngon, quá béo, quá ngọt, quá đã luôn. Địa chỉ dựa sầu riêng Phương Trang là 170-172 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn. Đây, hôm nay được 5 cần xé vỏ. Đó trái đầu tiên phải không? Uy tín mây chiều, ngọt béo các bạn. coi của anh này. 270 đạn này. Thua, cái này thua rồi. Không cầm lên được rồi. Rồi đưa chú thử luôn. Cô từ từ cho cô quay phim kìa. Cô quay con đi, con quay cô. Ngon quá các bạn, lấy cái muối ra đẹp quá, đẹp quá trời ơi. Trời ơi ngon quá, thèm quá thèm luôn. Ok anh sang về.